Nào có mấy lỗi sai phát âm này trong tiếng Anh mà mình thấy phần lớn ai cũng mắc từ già đến trẻ Gần như thế ai cũng sai như vậy Và tin vui cho các bạn là ngày xưa mình cũng như vậy Tuy nhiên là mình đã thay đổi và sau khi mình thay đổi thì chỉ những cái điều nhỏ nhặt là sửa những cái lỗi phát âm nhỏ nhặt này thôi nhá nó đã thay đổi cả cuộc đời tiếng Anh và cả cái cuộc sống của mình đang có luôn các bạn ạ. Mình nói thì nghe có vẻ hơi quá lên nhưng mà thật ra là mình đang cố làm quá nó lên thật vì mình thấy rất nhiều bạn là dành nhiều thời gian học tiếng Anh, biết rất nhiều kiến thức tiếng Anh. Tuy nhiên chỉ vì những cái lối mòn cũ rồi thì cứ phát âm đi phát âm lại những lỗi sai mà suốt ngày phải sử dụng tiếng Anh bồi này xong thì cứ lo lo sợ sợ mỗi khi phải nói tiếng Anh mà nói chung là mất 10 20 năm mà cuối cùng không dám sử dụng tiếng Anh thì mình thấy quá đáng tiếc Bởi vậy trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để sửa những cái lỗi này Tuy nhiên mình cũng hy vọng là ngoài những lỗi này thì chúng ta có một cái phong cách học tiếng Anh hoàn toàn mới Và mình vẫn nói với các bạn rất nhiều lần rồi là tiếng Anh không khó như các bạn nghĩ đâu Thôi không lo ngoằng nữa nha, chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần hướng dẫn Và mình tin chắc chắn là các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của chúng ta trong phần tiếp theo của video này Ok đây rồi và mình tin tưởng là những cái lỗi mà mình chỉ ra sau đây thì 10 bạn phải đến 15 bạn mắc là cái chắc Thật ra mình tự tin thống kê như vậy là từ bản thân mình thôi Ngày xưa tất cả những lỗi này mình mắc Sau đó thì thấy bạn đồng lứa của mình cũng mắc Mà mình cũng đầu tiên thấy bình thường thôi Về sau thì mình sửa trước và cảm thấy cuộc đời mình thay đổi nhiều quá Thì mình quay ra và thấy nó là bất bình thường nhé Thế nên mà có cái video clip ngày hôm nay nào cái lỗi đầu tiên chúng ta bàn đến đây là cái lỗi không phát âm âm cuối các bạn ạ à. ở trong tiếng việt mình thì không có âm cuối tức là nói một từ đấy nói một từ xong là xong nhưng ở tiếng anh các bạn nhìn xem huge fast đó các bạn thấy cái từ st ở Việt Nam là không có thì nhưng mà đây là chúng ta đang học một ngôn ngữ mới mà bây giờ các bạn thấy một người Mỹ sang học tiếng Việt thì chúng ta rất là ưng ý rồi đúng không mà bạn nói sai hoàn toàn thì chúng ta cũng rất là đáng buồn đúng không thế nên là bây giờ chúng ta học một ngôn ngữ của đất nước khác thì chúng ta dành họ một sự tôn trọng một chút thôi và cái người được lợi nhiều hơn lại chính là chúng ta chứ không phải là ai khác nào đây vào cái lỗi này luôn nào đầu tiên thì các bạn cứ nghĩ như âm cuối là những cái từ mình vừa nói là từ huge hay là từ fast không nó còn nữa đây này âm cuối ở đây là cả những cái từ như thế này, ví dụ từ bài thì vì đây là mình không muốn phân tích về ngữ pháp nhé nhưng mà vì đây là he. và đây thì hiện đại đơn nên là sẽ có biến đổi một tí nhưng mà bây giờ Tạm thời mình dẹp ngữ pháp ra một bên, mình chỉ cần yêu cầu là các bạn nhìn vào cái bài này. Đây là một uh, câu chuyện ở trong giáo trình Affless English là chính là cái cái giáo trình đã thay đổi cuộc đời mình đấy. Thì cái giáo trình này hay ở chỗ là không chỉ đọc và dịch và học tiếng Anh lan man lơn mơn nữa mà nó sẽ qua những câu chuyện và mỗi câu chuyện này các bạn sẽ học lặp đi lặp lại từ việc đọc, việc nghe, việc phát âm việc thảo luận để giao tiếp đấy các bạn ạ à. việc ngữ pháp tất cả mọi thứ làm lặp đi lặp lại một câu chuyện này bạn hoàn toàn thể học trong nửa năm không có vấn đề gì cả miễn là bạn phát âm chuẩn bây giờ bạn mất cả 6 năm đến 60 năm học tiếng Anh không hiệu quả rồi Bây giờ bạn bỏ ra có 6 tháng để phát âm một bài thật chuẩn, thật xịn Tự tin nghe nói tiếng Anh Ít nhất là với bài này thôi Tất cả về sau nó rất dễ nhưng không chúng ta luôn luôn vội vàng không làm được như vậy chính sự vội vàng cũng làm cho các bạn phát âm sai thôi thì đây với mình âm cuối là cả cái âm này đúng không thì vì nó chia như này và đây mình nhìn thấy này nhưng mà có một cái lý do nào đấy bạn để ý mà xem mình cứ nói 10 bạn thì 15 bạn nhưng mà phải đến 9 bạn vào sẽ phát âm là Carlos buy a new car các bạn có tin không nhưng nó phát âm chuẩn sẽ là Carlos buys a new car nhưng bằng một lý do là chúng ta cut load by a new car các bạn có thể từ cut load là thiếu một cái âm s nào từ bài, mình phát âm bài thì các bạn phát âm bài nó khác nhau đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần biết nó khác nhau đã. Còn tất nhiên một video này không thể làm các bạn giỏi đến luôn nhưng có thể làm thay đổi luôn cái cách học tiếng Anh của các bạn và đúng như mình ngày xưa thôi chỉ một điểm tác động là xong. Thì đấy, thì bây giờ phải chú ý vào cho mình là phải phát âm đuôi thì nó khó hay nó dễ mình chưa biết nha, mình chưa quan tâm. Nhưng mà mình biết là phát âm đuôi là mình sẽ nổi bật Mình sẽ nói tiếng chuẩn, mình sẽ cảm hứng học tiếng Anh hơn Thế là mình cứ vào thôi Thì đầu tiên mình làm rất chậm Carlos buys a new car Nhưng mình thì có khả năng nói chậm như vậy Nhưng các bạn mình thấy là toàn vào nói Thích nói tiếng Anh như gió Nói tiếng Anh như gió thì Carlos buys a new car thôi Các bạn hiểu ý mình không? Đấy, đấy đầu tiên là âm đuôi Thì âm đuôi sẽ còn có nhiều cái nữa Ví dụ như là từ huge Thì nó có âm g, -E g Ở cuối này này thì các bạn cứ thấy phát âm là huge cái từ này nghĩa là rất to lớn đúng không? cái phát âm là huge xong thì bình thường bạn dùng là big là lớn là very big là rất lớn thì thà bạn dùng thế cho nó nhanh nhiều bạn lại muốn là dùng những từ nó khó hơn nên bảo là ngôi nhà kia thì eh, nó to lắm, là, that house is huge rồi huge không nói Tây chảy hiểu gì quay ra bảo quá không hiểu tây kiểu gì mà mình nói tiếng anh họ không hiểu mình có nói chuẩn nó mà họ hiểu huge là cái gì trong khi các bạn nhìn nghe này huge và huge huge nó hoàn toàn khác nhau khi bạn phát âm chuẩn như vậy thì bạn rất tự tin để nói ví dụ như mình mình nói that house is huge mình trăm trăm là tất cả đều hiểu và chính điều đó giúp cho mình có cảm hứng học tiếng anh và mình cảm thấy rất tự tin các bạn ạ à, cái điều đó nó sẽ giúp hành trình của tiếng anh của chúng ta tốt hơn rất nhiều hơn cái việc là chúng ta học được nhiều từ mới học được nhiều ngữ pháp và được điểm cao rất nhiều các bạn hiểu ý mình không thì đây tiếp này cái từ huge nó lại hay ở chỗ là có rất nhiều từ tiếng anh cũng có cái âm g -E như thế này ví dụ như từ quả cam đúng không thầy mình thì các bạn toàn phát âm là orin orin nếu bạn phát âm được là huge thì chắc chắn các bạn cũng sẽ phát âm được là orange orange nghe nó chất thân hẳn như quả cam đúng không rồi thì chính cái từ ngôn ngữ đúng không cứ language language đúng không? language language các bạn thấy không học một từ sửa được rất nhiều từ ok chưa các bạn thì đầu tiên là cái lỗi không phát âm âm cuối thì các bạn sẽ nghe thấy mình đọc một đoạn này không hề phát âm âm cuối này Carlos buys a new car. It's a very expensive car. It's a huge blue fast car. While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle. Và khi mình phát âm âm cuối, tất nhiên mình cũng làm hơi quá cho các bạn nào. xúc động này nhưng mà đây sẽ là Carlos buys a new car. is a very expensive car. is a huge blue fast car. While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle. She has long blonde hair and is beautiful. Tất nhiên các bạn sẽ không luyện được luôn nhưng mà nếu các bạn chịu khó dừng lại một tí, đọc chậm một tí, làm như mình và các bạn học viên, ai cũng sửa được thì bạn cũng sửa được. Chỉ sợ là bạn cứ thích nói tiếng Anh mà nó bỏ âm đuôi thì sau này cũng đừng có kêu với mình là tại sao học tiếng Anh mãi nó không tiến bộ. Biết nhiều để làm gì? Tập trung một tí biết đúng như thế nào. Nào, lỗi thứ hai các bạn hay mắc đó chính là lỗi nhấn âm thì nó hơi phí một tí nha các bạn nhé phí ở chỗ là mình thấy các bạn rất thích là học những cái kiểu như là quy tắc nhấn âm đúng không rồi thì lý thuyết này lý thuyết kia thì để làm bài tập thì nó cũng tốt và thật ra lý thuyết thì với mình thì nó chưa bao giờ là sai cả nhưng mà mình thấy các bạn toàn ám ảnh học nhưng mà cuối cùng lúc đến lúc nói thì có thể nhấn âm đúng đâu thì với mình thì mình không học như vậy nữa các bạn học viện vậy nữa chúng ta sẽ nghe thật nhiều để ý vào sai người ta bảo sai đâu thì để ý xem sai đâu và sửa dần dần nghe nhiều là là ok mà ví dụ luôn từ expensive thì mình nghe mãi là expensive thì mình cũng phát âm như vậy nhưng các bạn để ý đi ngày xưa kể cả mình thôi đều phát âm là expensive thậm chí còn chữ x không phát âm chuẩn mà còn phát âm x ex. expensive expensive các bạn nghe này expensive và expensive. expensive 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 nó khác hẳn nhau nha các bạn nhé thì các bạn chịu khó một tí nghe thật nhiều mà các bạn dùng quy tắc được mình không biết là các bạn làm nào các bạn phải phải nhấn vào âm thứ hai này expensive Ok chưa các bạn Xem từ nào để nhấn ở Đây Từ ignore Thì từ ignore này nghĩa là phớt lờ trong tiếng Anh nhé bạn nhé Nhưng mà bằng một cách nào đấy Mình phát âm là ignore Mình nghe rất nhiều là ignore Ok Tại vì mình lúc mà mới vào học giáo trình này Mình không biết cái từ này nhé các bạn nhé Thế nên là mình cố gắng phát âm giống hệt người ta nói Ignore mình cảm thấy rất thoải mái Nhưng các bạn một là biết rồi Hai là rất là học lông côm Thì các bạn vào sẽ vẫn là ignore 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 Ignore, ignore. Ignore, ignore nó khác nhau các bạn nhé thì chú ý ngay từ cái này thì chỉ một vài từ như vậy các bạn hiểu ý mình không thì sang những từ khác bạn sẽ có xu hướng phát âm như vậy và mình cũng như vậy mà đấy là lỗi thứ hai là lỗi nhấn âm thì cố gắng nghe thật nhiều và thấy từ nào mình đang nhấn âm sai thì cố nhấn âm lại lùi một bước tiến nhiều bước mà nó ngon hơn hẳn chứ nào cái lỗi thứ ba mà các bạn hay mắc đó chính là lỗi phát âm theo kiểu việt nam ví dụ cái từ cô gái này đúng không mình sẽ phát âm là girl thì các bạn lại phát âm là gơn các bạn đừng có cãi mình chắc chắn rất nhiều bạn phát âm là gơn đúng không và các bạn cũng nghe luôn này girl và gơn là hoàn toàn khác nhau đúng không các bạn mà mình nghĩ khi mà các bạn đang xem những đoạn này bạn nếu mà rảnh tay bạn có thể uh, bình luận ở dưới luôn những cái cảm nhận của mình rồi những cái suy nghĩ của mình để chúng ta học hỏi từ lẫn nhau nhé nào girl và gơn nó khác nhau thế nên là bây giờ phải cố gắng nào cố gắng đầu tiên thì phải nói chậm thôi vì đến đấy mình cứ biết chắc chắn là không phải là gơn thì đầu tiên thấy nhiều bạn sửa thì các bạn nói là girl, ờ thôi thôi cũng được đấy, cũng hay đấy, Thế mình thấy là hay hơn là nói là girl rồi, đúng không? thì bây giờ girl, thì dần dần khi bạn nói như vậy là mình không bắt là girl nữa và sau này bạn chỉ thêm cái oh cái và cái là hay này, girl, girl và thật ra nó cũng không đến từ việc bạn luyện tập đâu, như mình và các bạn học viên là nghe thật nhiều và cứ sửa thật nhiều xong, cái căn bản là mình nghe nhiều nghe thấy người ta cứ nói là Carlos sees a girl bicycle thì mình cũng phát âm theo thế luôn các bạn ạ à. tiếp một từ thứ hai là từ she vẫn liên quan à cô gái đúng không thì các bạn rất hay phát âm từ này là she trong tiếng anh á thì âm s thì nó hơi hơi lạ một tí ví dụ như là cái từ sees thì rõ ràng đây là âm sờ nặng ở tiếng việt đúng không thì một số nơi mà phát âm đúng tiếng việt á thì các bạn sẽ nói là she đúng không? là rất ok nhưng trong tiếng anh bạn chỉ phát âm nhẹ nhàng thôi sees thì nó sẽ ra cái từ nhìn này thì mình lại thấy các bạn làm ngược đó các bạn ạ à. cái sì nặng nặng á thì nó phải là cái âm SH này kia Nó là she she Thì cái từ she này Mình lại thấy các bạn đọc là she Đó Có cái từ she's Nhẹ nhàng này thì các bạn đọc lại phát âm là she Đó thì các bạn phải chú ý vào cái đấy cho mình nhé Và th mình thấy cái lỗi này mình hay sai này Cứ she had long blonde hair and it beautiful Thì nó full luôn đấy Thì nó khó lắm nhé Thì các bạn phải cố gắng này nó chậm nên ngày xưa mình sửa từ này rất khổ nhưng mà sau này mình cảm thấy rất tự tin she 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 nói nhẹ nhàng She has long blonde hair and is beautiful Ok Nào từ thứ ba Giống hệt từ girl Đó chính là từ beautiful Mình vừa nói đúng không Từ xinh đẹp ai cũng biết Ai cũng học phiên âm bao năm Ai cũng học phát âm suốt rồi Thì cơ khẩu hình miệng Khẩu hình mồm Khẩu hình yeah. niềng răng các kiểu Cuối cùng vẫn cứ beautiful Nào Bây giờ mình nói thật với các bạn nhé nó không phải là cái vấn đề là beautiful hay là beautiful bạn phát âm thế nào cũng được cái Cái mình đang nhấn mạnh ở đây các bạn phát âm là beauty full nữa các bạn ạ Full này này, full ra này này Có ai say rượu đây đâu mà full mới cả ấy ra đúng không Thế nên các bạn phải cố gắng không phát âm theo kiểu Việt hóa như vậy nữa các bạn thấy các bạn nói beautiful rất nhiều thì thôi cũng được nói chiều chiều nhau nhưng khi nói tiếng Anh thì phải là beautiful beautiful ok chưa các bạn thì đấy là những lỗi mà cực kỳ đáng tiếc luôn thì tất nhiên là sửa cái gì nó mất thời gian và nó không được thoải mái nhưng mà nếu bạn không sửa thì mình thật sự không không biết làm nào luôn nhiều khi các bạn cứ hỏi mình là mình dạy học như nào rồi các bạn học viên học như nào thật ra là tất cả những cái mình đang nói các bạn là những cái mình dạy chứ mình cũng không ngồi dạy thì hiện tại đơn rồi đấy rồi thì khẩu hình miệng rồi IPA mình mình không không dạy những cái đấy có rất nhiều người dạy những cái đấy tốt rồi các bạn có thể tham khảo nhưng mà mình đang nói những vấn đề mà không thấy các bạn có khi các bạn cũng biết mà không thấy các bạn làm bao giờ thì nó rất là phí nha các bạn nhé nào Tiếp một cái uh, lỗi nữa thì nó cũng không hẳn là lỗi đâu. Mà là nó sẽ làm cản trở các bạn uh, khi mình mới nói tiếng Anh. Uh, thì các bạn thấy mình nói là What's up? How's it going? Thì các bạn thấy nối âm như vậy các bạn thấy rất thích. Thì đúng, những cụm này thì phải nối âm luôn. Nhưng một số cụm như ở trên này, ví dụ mình sẽ nói là Carlos by the new car. Đấy, mình sẽ nói là by the new car vào luôn. Như là mình nói rất lâu rồi và mình nghe rất nhiều rồi. Mình... Còn lúc đầu kể cả người ta vẫn nối âm ở trong bài nhưng mà mình có nối đâu. Mình vẫn nói là Carlos buy a new car và mình rất thoải mái với điều đó nha các bạn nhé thì riêng cái, cái nối âm á mình thấy các bạn còn ám ảnh ơi em chả nối âm được em chảo tiếng anh nữa ơi em thấy nghe nối âm em chả nối âm được hay là sai thì nhỉ cứ nghĩ linh ta linh tinh cứ nói tách ra và đấy đúng như cái lỗi đầu tiên bạn cứ phát âm đủ âm cuối thật chuẩn đi chậm rãi đi sẽ đưa một ngày bạn nối âm được có thế thôi nghe thật nhiều là nối âm được nhưng phải là đủ âm cuối nhá chứ không có âm cuối thì nối vào đâu đúng không các bạn nói là các lốt buy ở new car thì cuối cùng nối vào cái gì từ bài từ ơ nó có cái gì để nối đâu thì nó phải bài thì mới là bài the new car chứ các bạn ok không các bạn đó thì đấy là những cái lỗi rất đáng tiếc các bạn hoàn toàn có thể xem clip này lại nhiều lần và mình nghĩ là cái hình ảnh vừa đưa ra nó không chỉ là nó không chỉ là của một bạn nào đấy đâu mà sẽ rất nhiều bạn các bạn cứ để lại bình luận bên dưới chúng ta thật thà nói chuyện nhau mình đã nhận là mình là người kém nhất ở đây khi xuất phát rồi. thế nên chúng ta phải nói ra những cái suy nghĩ và những cái cảm nhận của ta dưới phần bình luận để chúng ta học hỏi lẫn nhau nhé. Nào sau khi các bạn xem clip như thế này rồi, mình ở đây đang muốn mang lại cho các bạn một hướng học chứ không phải là mình cứ đi sửa từng câu từng chữ cho các bạn, các bạn hiểu ý mình không? Thế nên là cố gắng lên một chút nhá sửa được cái này có khi là sửa được cả cuộc đời luôn đấy ok đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay thì mình vẫn nhớ khi mà mình đồng hành cùng các bạn học viên của mình á thì đầu tiên các bạn rất giật mình khi mà mình rất căng thẳng với các bạn ý để sửa những lỗi này thậm chí là có những bạn phải dành rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng khi các bạn sửa được thì mình thấy là các bạn ý có cái cảm xúc giống hệt với mình ngày xưa luôn và sự tự tin tăng lên rất nhiều lần từ đó giúp cho tiếng anh cải thiện một cách chóng mặt luôn bởi vậy nên là thôi các bạn phải cố gắng lên một tí đi vì thật ra là mình chưa bao giờ thấy mình tài giỏi hay cao siêu gì cả mà mình cũng thuộc diện nó không phải là chăm chỉ cũng như là thông minh gì cả thế nên, nên mình rất mong là các bạn cố gắng một tí đi tại sao mà học tiếng Anh mãi nó không hiệu quả mà các bạn vẫn cứ duy trì được cách học cũ thì nó đáng tiếc lắm và để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau lâu dài thì các bạn giúp mình bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh The Anh English để chúng ta có thể gặp nhau trong những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành and see you again. Bye.